Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunlighting tuyển công nhân lao động phổ thông. Sunlighting là đối tác cung cấp đèn chiếu sáng kèm các dịch vụ tư vấn, thiết kế tại thị trường Việt Nam. Được thành lập vào năm 2013, công ty trách nhiệm hữu hạn Sunlighting luôn ghi dấu ấn khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn đem đến quý khách hàng những sản phẩm thân thiện, tiện ích và bảo vệ môi trường. Lắng nghe và làm hài lòng khách hàng là tiêu chí hoạt động của chúng tôi. Khách hàng sẽ cảm nhận sự khác biệt của Sunlighting với các nhãn hàng chiếu sáng khác. Hầu hết các khách hàng đều hài lòng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua và công ty tự hào về điều đó. Do yêu cầu sản xuất tăng cao, hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Sunlighting đang có nhu cầu tuyển số lượng lớn lao động phổ thông. Yêu cầu, trình độ, không yêu cầu, giới tính, nam hoặc nữ, thời gian làm việc, full time, không yêu cầu kinh nghiệm, quyền lợi, mức lương từ 5 đến 7 triệu, thưởng cuối năm, thưởng lễ, Tết, nghỉ mát, phụ cấp cơm ca, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Yêu cầu hồ sơ: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, xác nhận của địa phương, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy đăng ký tạm trú tạm vắng, sao y công chứng 6 tháng, giấy khám sức khỏe, bản chính 6 tháng, các văn bằng chứng chỉ nếu có, sao y công chứng 6 tháng, hai ảnh 3x4. Lưu ý: nộp hồ sơ tại phòng bảo vệ công ty, nộp hồ sơ photo công ty không trả lại. Thông tin liên hệ: ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ đến địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn Sunlighting, số N4, khu công nghiệp Vinatech Tân Tạo, xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại liên hệ 0613 566 305. Hạn nộp hồ sơ ngày 4 tháng 1 năm 2018.